Mày dép mà tân bành dữ vậy. Tính xoáy tinh thần mà không được. Ôi, xin chào anh em. Một buổi sáng tại nhà thờ Màng Lăng. Màng Lăng. Rồi, để đi kiếm mấy anh em. Ơi, tài cả đây đang ăn kẹo chỉ vừa. Thôi không ạ. Vừa 15 nghe chị. Rồi, đi vào xem mấy anh em Lê Minh đang làm gì trong này nè. Wow. YouTuber hả? Dạ vâng. Nhà thờ cũng khá đẹp. Đó, đây Tiết đang chụp hình cho Messi à. Nè, cho mượn cho banh nè, tạo dáng cho đẹp. Si. Đó. Đó. Rồi tân banh luôn đi. Năm chục cái nha. Năm, đếm đi. Hay đấy. Mày dép mà tân banh dữ vậy. Rồi thôi, giờ chuyển qua tân đầu đi. Ồ. Hay quá. Idol, Messi idol. Hay quá Si ơi. Rồi, giờ Netson. Ơi, lại lần nữa. Rồi. Ơi, rồi, quay vòng rồi. À. Ghê. Bỏ dưới đây này để người ta đi qua người ta bỏ tiền vô nữa. Bỏ đây cho tôi. Lấy nón để vậy. Ơi, chết thiệt chứ. Messi đang tìm góc đẹp để chụp cho Đinh Thành xoay ca một tấm hình thật đẹp. Ôi trời ơi, ngầu quá đi. Còn ai ngầu hơn bằng nữa. Rất là đông các khách du lịch tới đây và chụp hình. Có cả khách nước ngoài nữa. Messi với Đinh Thành vẫn cắm cuối chụp hình tại cái góc kia. Mình vẫn chưa được chụp một tấm nào hết á, chỉ quay clip thôi. Mang dép freestyle có vẻ hơi khó ấy, nên mình sẽ tập nhiều hơn. Tân đi thôi. Mang dép tân binh có dễ hay không? Mang dép tân. Ai chạy? Tính xoáy tinh thần mà không được. Ồ, ngầu quá. Ở đây chụp đúng ngầu luôn đây. Hay quá Đinh Thành ơi. Hay quá Messi ơi. Wow. Rồi nè, giờ mình xem Messi chụp hình cho Tịnh Torres nè. Giữ cái tay anh. Rồi, nhảy vô, đã xé vô đang à. Ừ, nhảy vô. Ủa, này là bô gì vậy? Cái cổ với cái dài, bỏ cái tay xuống, tặng cái tay ra xuống. Rồi. Đó. Ok. Ok, đó vậy đó, người ta giữ. Cái bùa này hơi khó luôn á. Cái này sao lại xấu hơn. Anh Thành có nhận xét gì về cái bùa dán đó của Tịnh Torres nha. Cái dán đứng bên tè của anh. Dán đứng bên tè. 2 3 quay. Ok, được đấy. Ồ. Chụp lần hai rồi. Ồ. Ok. Yeah. Rồi, hùng Messi cái đi, hùng Messi cái đi. Hùng Messi cái đi. Xin chào anh em, giờ là mình sẽ đi giành đá đĩa cùng với Đinh Thành và mấy anh em bên Lê Minh. Giành đá đĩa. Ây, Messi đây có cái nón đẹp quá ta. Đó, rồi Đinh Thành cầm thêm trái dừa và đeo kiếng nữa. Trời ơi, nói gì nữa vậy?
đó mày. Đỉnh 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 đỉnh. Trời, cũng quen đi đến đây luôn á. À, thầy bảo có bé Nguyễn ra rồi đây, không có. Không có bé Nguyễn đây là chắc khỏi vô luôn rồi. Chạy vội vã vậy. Bỏ lại sao? Sợ bị bỏ lại. Đúng không? No, cao bồi miền biển Tây đồ. Cao bồi miền gạch đá gì. Còn bên kia là ngôi sao Hawaii đến từ American. Có nón nè, có kiến nè, có áo Hawaii mà vừa đôi dép của gì nữa, dép Thái nữa. Dép Brazil. Dép Brazil. Đó, mọi người thấy không? Muốn chụp hình đẹp thì phải chuẩn bị rất là chu đáo nha. Cục nó xì là y chang luôn các bạn. Má y xì luôn. Cao là cao bồi luôn á. Đó, đấy, leo lên luôn Messi ơi. Leo lên luôn là cao bồi miền biển Tây chắc luôn. Đó, Messi mà giờ leo lên đây là thành cao bồi miền biển Tây luôn nè. Nó bùm nhất cái. À, bên kia nữa kìa. Nói nữa giờ. Hay quá. Full luck. À, full luck, full luck. Full luck hả? Full luck, full luck. Đâu lại, đâu lại, đâu gì? Full black. À, full black. Full black. Tầm này đi qua nè, hay nè, anh cho em thấy cái chữ hồn xưa nha. Hồn xưa. Ờ, hồn xưa nha. Đợt là em sáng nhất luôn. Hồn xưa còn đây là cô hồn. Một bên là hồn xưa, một bên là cô hồn. Vậy trong quá trình em chứ cờ. Cô hồn xưa. Nè, nói về mà đúng vậy là dân du lịch nè. Đó, dân du lịch nè. Mới tập tành đi du lịch đúng không? Đi du lịch không có đồ nó vậy, dân chơi mà ai được nó. Phải dạy nó. Có tìm được góc nào đẹp hơn nữa chưa anh Thành? Anh chụp ở cảnh này nè, nãy mới chụp đây nè. Wow. Em đứng đây em làm vậy nè. Ok ok. Có gì nữa? Trời ơi, anh Thành đi. Quay. À, được hả? Mới chụp rồi mà. Chứ có chụp cái gì ở đây vậy Hoàng? Rồi, Messi ra kia đứng rồi. Đỉnh. Rồi, xuất. Đi vòng ra đây chơi coi. Rồi đi đây khó thiệt chứ. Đó, từng bước trên từng mảng đá. Wow. Cái này cái đó là cái uống chiều. Uống chiều là cờ ở sau này. Đông người ở đây. Rất là đông người. Du lịch Phú Yên bây giờ bắt đầu nhộn nhịp hơn rồi. Đinh Thành với Messi vẫn còn bên kia. Đã bầu tới đang nghiên cứu cái gì đó dưới đó, dưới từng cơn sóng. Biển chắc sâu rồi anh. Đây sâu lắm đúng không anh? Dưới đó là đá không? Cua hả? Có cua nữa hả? Làm cái hình rồi, Kiên Hà Gia. Nhảy gần hả? Ờ, làm tấm hình nhảy gần. Chụp ra biển thôi. Dấu dép hả? Đây, mập. Chụp hình cho Kiên Hà Gia vô tới hả? Đây, một người nữa. Hai cô gái, cô đàn đang ngồi tìm góc đẹp để chụp. Diễn sâu, diễn sâu. Ủa,
Messi xít tí nữa là bị sóng cuốn rồi. Xíu nữa ướt quần. Qua đây anh Thành. Bước đi vẽ cái tướng bước đi rất là đẹp đấy. Thân giọng thân giọng. Dép kỳ vậy. Dép trơn. Rồi chụp đi xi. 2 3. Ô. Rồi giờ mọi người đã quay lại lên xe. Wow, rất là xinh. Hey, Messi vẫn còn làm nốt một số tấm hình cuối cùng tại đây. Panorama hả Messi? Rồi rồi rồi, ok. Yeah. Rồi thôi, lên xe. Lên xe các bạn ơi. Chuẩn bị mình qua chỗ hoa vàng trên cỏ xanh, mà không biết chỗ đó là hoa vàng hay là cỏ vàng. Bây giờ hoa vàng cỏ xanh, giờ chỉ còn cỏ vàng trên lá xanh thôi. Ok, giờ thì lên xe đi ăn trưa. Ngoài trời thì mưa tầm tã. Có một cái xe lớn kìa. Trời ơi. Không, mà nhỏ thích vậy á. Ngoài trời thì mưa tầm tã anh em ơi. Ăn cơm trưa xong thì mình sẽ ra đảo chơi. Đảo mình ra đó là hòn chùa nha. Để con nghe single lớp của em ơi. Không, nó khác liền, khác nhiều lắm em. Đó là hai phiên bản khác nhau. Single lớp em. Đúng rồi, không biết cái bài đó mình đã nghe không à. Ủa phải không, single lớp không? Không, mà single lớp nghe nó. Single lớp của nó đó. Nghe trâu lắm. Đưa chân sẵn tay. À, làm bài vậy hả? Đúng rồi đó, bài người ta hay sao? Em làm cái gì vậy Hoàng? Này, này không có cái chuyện đâu mà em. Cái giọng không rồi em. Yeah. Đừng cười là ai xin nên năm nói thằng này. Yeah. Để coi cái đoạn cứ bật vậy nên nó là bật vậy. Như vậy từ lâu đó là hết như vậy đó. Anh không ngờ từ đang qua từ biết nói xa đã lo một mai đi đâu mất. Yeah yeah. I found your love. Yeah. Đôi chân. Ôi trời, người ta hát gì luôn hả?